Mặc dù tôi đã 26 tuổi nhưng tôi vẫn rất có chí tiến thủ. Cho nên tôi sẽ chờ các cô trên sàn catwalk. Đừng nhìn nữa, lại đây để tôi đưa các cô đi thăm xung quanh. Cho dù cô biểu hiện tốt hơn thế nữa thì sao nào, cuối cùng cô vẫn không vào được tranh điện. Cũng đừng hòng được đầu tư nhiều tài nguyên. Các người mẫu ở trang điểm ở đây à? Wow, là mỹ phẩm này thật cao cấp. Tần lộ đến rồi. Vân ca, ngày đến rồi. Đó là người mẫu hàng A Tần Lộ. Người bên cạnh là một nhân vật lớn ở trong giới giải trí. Nghe nói là bác của cô ta. Vô trường quá đấy. Khách khí quá, lần này tôi đến đây vì cháu gái tôi. Với địa vị của Lộ Lộ thì sao con bé lại không được trình diễn mở màn? Tại sao Vân Ca lại nói như vậy? Lộ Lộ trình diễn kết thúc buổi trình diễn mà. Đó là màn trình diễn cuối cùng đấy. Bác à, cháu muốn mở màn. Dù là mở màn hay kết thúc thì cô cũng không muốn là người mẫu khác. Đây là yêu cầu của tôi. Vâng, để tôi sắp xếp. Thấy chưa, có người vừa mới kiêu ngạo lắm, thế nhưng bây giờ còn không có cả cơ hội trình diễn nữa. Đường nên thật ra thì được bạn bè nhờ vả cho nên tôi mới mời cô đến. Bây giờ đành xin cô lượng thứ. Các anh nên trêu đùa chúng tôi à? Long tỷ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mà cũng sắp bắt đầu. Bây giờ anh muốn tìm thêm một người mẫu cũng rất khó. Tôi không trình diễn mở màn và kết thúc đó là được chứ gì? Được, đừng nên cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô. Tôi không trình diễn mở màn và kết thúc là được chứ gì? Được, đường nên cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Chuyện là như vậy, bọn họ rất quá phận. Tôi biết rồi. Lục Triệt, cô đi làm cho tôi một việc. Lộ Lộ xinh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Em xem bộ phim mới của Vân Ca rất nhiều lần. Vân Ca có thể cho em chữ ký không? Lộ Lộ giỏi thật đấy, cướp được trình diễn mở màn từ trong tay của người mẫu hạng ba nào đó. Đáng đời. Bác, tại sao Lục Triệt lại tới đây? Trợ lý Lục, lâu lắm không gặp. Đường thiếu thư, tổng tài biết cô ở gần đây cho nên muốn hỏi tối nay cô có thể đi ăn cùng với ngài ấy không? Đền thật là... Đó là vinh hạnh của tôi. Hãy thay tôi cảm ơn tổng tài của anh. Hình như đó là trợ lý đặc biệt của tổng tài Hải Thụy. Rốt cuộc thì Đường Ninh là ai mà lại có thể làm cho một người có địa vị như vậy phải tỏ ra lễ phép? Nguy rồi, Đường Ninh có quan hệ với Mặc Định mà mình lại vừa mới đắc tội với cô ta. Đường tiểu thư, vừa nãy tôi không cố ý làm khó cô. Tôi không biết cô là bạn của Mạc Tổng, thật xin lỗi. Tôi sẽ bảo Lộ Lộ trả lại trình diễn mở màn cho cô. Không cần, tôi cũng biết là các vị phải thông qua rất nhiều vòng phỏng vấn mới đến được đây. Còn tôi chỉ là đến giúp theo lời mời của một người bạn mà thôi. Rõ ràng là ghen tị, muốn làm khó mình.
Đường nên và Hải Thụy. Bác, liệu cháu có bị phong sát vì đã đắc tội với Hải Thụy không? Bác sợ bác cũng không được yên thân. Thôi, cháu phải trình diễn rồi, mau đi chuẩn bị đi. Hoan nghênh các vị đã đến buổi trình diễn Rô Gen Thiên hôm nay. Chẳng may mình bị phong sát thì phải làm thế nào bây giờ? Buổi trình diễn này sao vậy? Người mẫu mở màn để gấp vấp ngã, thật đáng thất vọng. Nhìn người mẫu thứ ba kìa, trời ơi, cô ấy ta khóc giỡn. Như thế này mới là người mẫu chuyên nghiệp chứ. Thật hoàn mỹ. À, cô ấy đẹp quá. Nhìn người mẫu thứ ba kia, trời ơi, cô ấy thật hấp dẫn. Như thế này mới là người mẫu chuyên nghiệp chứ. Thật hoàn mỹ. À, cô ấy đẹp quá. Phong cách là thần thái của phu nhân thật hoàn mỹ. Phu nhân vừa xuất hiện ở liều thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. À, Đường Ninh, tôi yêu cô. Dù ở vị trí nào, cô ấy cũng có thể dựa vào thực lực để trở thành tiêu điểm của sàn diễn. Cô gái tên Đường Ninh này thật là ngoài dự đoán của mọi người. Thảo nào Lan Hề sẽ đề cử cô ta. Đó là Mặc Định. Tại sao anh ta lại đến xem trình diễn? Chẳng lẽ là đến vì Đường Ninh? Mạc Tổng, thật sự xin lỗi, tôi không biết Đường tiểu thư là bạn của ngài. Người đáng phải xin lỗi là tôi mới đúng. Mạc Tổng, tôi... Làm sao vậy? Không có chuyện gì. Tôi không muốn để yên cho những người gây khó khăn cho Đường Ninh. Còn nữa, chuyện hôm nay gặp tôi. Rõ rồi, xin Mạc Tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ kín. Lục Triệt, đi thôi. Tại sao mình lại ngốc như vậy? Suýt chút nữa đắc tội với Đường Ninh rồi. Alo, Lan Hề. Đường Ninh không hổ từng là người mẫu hàng đầu, trình độ cô ấy rất cao. Đúng thế, hôm nay Dương Tinh dẫn người mới đến, nhưng có vẻ thái độ của ta với Đường Ninh không tốt chút nào. À, thì ra là như thế, tôi hiểu rồi. Đường Ninh có ưu tú đến mấy thì cũng chỉ làm được vài năm nữa thôi. Nhưng còn đường cát cô vẫn còn rất dài. Dương Tinh, tôi khuyên cô đừng đối nghịch với Đường Ninh nữa. Lan Hề cũng đã công nhận thực lực của Đường Ninh. Cô chỉ là một người đại diện nhỏ nhoi mà thôi, đừng có đề cao mình quá như vậy. Đường Ninh đã ký hợp đồng với Tràng Điền, lại còn có Mặc Định làm chỗ dựa. Đối nghịch với cô ấy thì khác gì chịu chết. Anh yên tâm, tôi đã nói ra là sẽ làm được. Đường Ninh tuyệt đối không thể vào Tràng Điền. Sau này cô đừng đến sàn trình diễn của tôi nữa, để tránh gây khó chịu cho nhau. Có vẻ việc Tần Lộ dẫn bác tới để dành trình diễn mở màn là một đề tài hay. Còn biết xử lý như thế Mạc Tổng có hài lòng không? Chúng ta cùng hoan nghênh tiểu Đường Ninh Lam Vũ. Xin chào mọi người, tôi... Cô gái tên Lam Vũ này dạo này xuất hiện rất nhiều, có vẻ tình thời đại đang tạo thế cho cô ta. Chỉ là cô ta luôn dựa hơi em, anh sợ.
Bây giờ em không thể dựa vào ba chữ tiểu đường nên kia để làm gì cô ta. Nếu không người khác sẽ cảm thấy em chèn ép người mới. Nhưng mà anh cũng không phải lo, Lan Hề cũng không thích hành vi như vậy của cô ta. Cho nên cô ấy chuẩn bị lễ ký kết hợp đồng cho em cũng là để cảnh có tin thời đại. Đừng tưởng rằng dựa hơi người khác không cần phải trả giá. Người mẫu hoàng à, tranh cướp vị trí trình diễn mẫu màng, Đường Ninh dùng thực lực của mình để đáp trả. Đường Ninh thật nhỏ mọn, việc nhỏ như vậy mà cũng làm ầm lên. Đúng là biểu hiện của Đường Ninh ngày hôm qua quá hoàn mỹ. Thế nào, anh hối hận vì đã giúp tôi ngăn cản cô ta vào tranh điện? Tôi tự hào hoan nghênh cậu trở lại. An Tử Hào, tại sao hắn lại trở lại? Lan Hề, tôi vẫn chưa đáp ứng đâu, huống hồ tôi cũng không muốn làm việc với những kẻ tiểu nhân bội tín bội nghĩa. Quan hệ tình cảm của tổng giám An Tử Hào của tranh điện và nghệ nhân của anh ta bị bộc lộ. Bởi vì áp lực của dư luận cho nên Vân Nhi bị tai nạn xe. Vân Nhi, ai có thể ngờ rằng người hãm hại mình lại chính là những người bạn mà mình tín nhiệm nhất.